Thái Lan gì như phố cổ. 10 năm nữa chắc nó cạnh tranh với Hội An các bạn. Taxi Việt Nam toàn là mấy xe rẻ tiền không à. Đó, bên nó đi taxi bằng cái gì không? Toyota Altis. Mấy con City của ông Đạt đặt bỏ đi. À, xin chào bạn đến với chương trình Vlog gì? Trong những chặng đường và những ký ức. Tiếp tục chủ đề sự so sánh giữa Việt Nam và Thái Lan. Bangkok hay thành phố Hồ Chí Minh. Hồi nãy so sánh hàng không là Việt Nam thua rồi nha. Rồi bây giờ mình lấy Bangkok mình dìm hàng nó lại nè. Để gỡ điều một điều nha. Trong cuộc sống chúng ta hay so sánh. So sánh Bangkok còn đỡ, có mấy thằng khốn nạn mà so sánh gì? Việt Nam thua Lào Campuchia nữa bạn. Trời đất ơi, nghe tao mấy thằng khùng nó nói chuyện bực dễ sợ. Thí dụ nó so Thái Lan đi còn ok, có cái để nói chuyện. Đúng không? Trên mặt số liệu, Thái Lan nó hơn mình. Duy sẽ kể những cái nó hơn. Thứ nhất, nó hơn về GDP. Đúng chưa? Thứ hai, nó hơn về kinh tế. Thứ ba, nó hơn về tỷ phú. Nó hơn về du lịch nữa. Những cái đó mình không bằng. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok thì Duy thấy á, Bangkok không có tuổi mà. Wow. Duy sẽ chỉ là những điểm sau đây để chứng tỏ cho bạn thấy Bangkok không có tuổi. Thái Lan là một đất nước không chiến tranh, đúng không? Nó xây dựng, phát triển từ những năm chiến tranh Việt Nam. Cứ cho như nó phát triển từ năm 1960 đi, đúng không? Cứ cho là thời điểm đó đi. Cái thời điểm đó ở Sài Gòn còn bom đạn. Cái thời buổi đó ở Việt Nam còn chiến tranh, đúng không? Mình chỉ hòa bình sau năm 75, bị cấm vận tới năm 95. Nho nhè từ 95 tới 2000 là cái năm đó là giao thoa chuyển qua kinh tế thị trường. Tới năm 2000 trở đây mới là phát triển. Vậy thì Việt Nam mình phát triển tới đây được khoảng 19 năm. Còn thằng Thái Lan nó phát triển lâu rồi nha. Thái Lan là không bị chiến tranh tàn phá, mà thậm chí còn làm giàu từ chiến tranh nữa. Duy sẽ cho các bạn thấy cái cách mà Thái Lan nó làm giàu từ chiến tranh Việt Nam như thế này qua một vlog khác. Còn vlog hôm nay là so sánh giữa Bangkok. Bangkok là thủ đô, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố. Ở Việt Nam này nó có một cái hay, tức là ở Việt Nam này thành phố phát triển đều. Hà Nội cũng phát triển, Hải Phòng cũng phát triển, Quảng Ninh cũng phát triển, đúng không? Huế cũng phát triển, Đà Nẵng cũng phát triển, Nha Trang cũng phát triển, Đà Lạt cũng phát triển. Đó, Sài Gòn cũng phát triển, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ nó phát triển quá trời. Còn ở Thái Lan, cái sự phát triển nó không đều. Bangkok phát triển nhất. Ngoài Bangkok ra mấy anh kia tuổi tí. Rồi, vậy thì á, bạn chúng ta nè, Bangkok là phát triển nhất Thái Lan đúng không? Mình cứ cho là thành phố Hồ Chí Minh là phát triển nhất Việt Nam. Còn mấy cái thành phố khác á, thì mình không bàn ở đây. Xét về cái nhà cao tầng thì ở Bangkok nó nhiều hơn mình. Nó nhiều hơn mình đó. Nhưng mà nhà cao tầng nó xấu. Ở Bangkok nhà không đẹp bạn ơi. Bạn qua bạn thấy đi, Bangkok nhà xấu òm. Nhà cũ nữa. Nếu mà nói đâm ra dịch vụ ở Bangkok không bằng dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh mình được. Dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh mình hơn mà. Cái cụm nhà cao nhất của Bangkok là cái cụm nhà gì? Bayokai. Nó 8 mấy tầng mà lùng hơn lên mặt của mình. Cái cụm nhà đó nó nằm lẻ loi, nó nằm đơn độc giữa trung tâm thành phố Bangkok và chung quanh là những con đường. Chung quanh là những con đường hôi hám. Ở Bangkok á, nhà cao tầng có, nhà siêu nghèo cũng có nữa. Đó, những cái ngôi nhà siêu nghèo nó nằm chung ở ngoài mặt tiền luôn á, chứ không phải nó nằm ở vùng ngoại ô giống như thành phố Hồ Chí Minh đâu. Đó, ở thành phố Hồ Chí Minh mình trung tâm là nhà giàu không nha. Còn nhà nghèo dạt ở chỗ khác. Ở bên Bangkok khác. Còn nhà nghèo nhà giàu như nằm chung tán ảm bình. Ở những khu kia đang cao tầng có mấy trăm cái nhà. Nó nghèo banh xác luôn á. Nó nghèo mà bạn không tưởng tượng được đâu. Bạn thấy cái nhà nghèo của Việt Nam, bạn thấy cái nhà nghèo ở Sài Gòn mà coi là nghèo rồi đúng không? Cái nhà cũ mà cửa sắt bị xét là bạn thấy nghèo rồi đúng không?
ở trong lòng Bangkok có những cái nhà nó nghèo đó, nó không có cửa luôn, nó nghèo độ đó đó. Mà trên nóc nhà nó có những cái anten để nó coi truyền hình. Cái sự quy hoạch của Bangkok nó tại có thể là chính phủ nó liên quan tới vấn đề đó họ không làm được. Tại vì Duy nghe nói là những người mà nhà nghèo đó, những người theo đảng áo đỏ, nó mang tính chất đảng phái. Mà đảng phái thì không phải như Việt Nam mình quy hoạch này nọ được đâu, rồi quy hoạch vô đảng phái chết. Nên Bangkok không phải chấp nhận như vậy. Giàu giàu nghèo nghèo xuống chung vậy. Nên về mặt quy hoạch là cái Bangkok nó nát. Nó nát, nó thua mình về mặt quy hoạch. Còn Việt Nam bây giờ quy hoạch đẹp bằng Sài Gòn mình nè. Khu nào ra khu đó, bạn qua khu cao nhất lên mạc với khu cao nhất của nó lên mạc ăn chắc. Ăn chắc cả về dịch vụ, ăn chắc và cả đẳng cấp, nhưng mình không tự hào tại vì lên mạc mình xây trước. Ủa lộn lộn, lên mạc mới xây. Kia nó xây trước cũ quá rồi. Bạn tưởng tượng được không? Trên cái tầng 85, tầng 77 của nó bán đồ ăn. Nó bán buffet đó. Khi bạn leo lên tầng 77 bạn ăn, bạn thấy được toàn bộ Bangkok luôn. Cái thang máy leo lên cái tầng đó nha, nó nhỏ như thang máy BBT. Nó chạy một mạch lên tầng 77 luôn, nó không dừng. Để đi được lên cái tầng đó bạn ngồi bạn xếp hàng rồng rắn lên mây. Phải chừng nửa tiếng tới. Tôi ăn thôi mà sao tôi khổ vậy? Đó, này chắc tại hồi xưa thằng nào nó xây cái đó nó không tính. Rồi hả? Đường phố Bangkok nó dơ lắm mà. Trung tâm nha, nó dơ cực kỳ. Có thể nó là thành phố du lịch hay nó không lại gì đó không biết. Nó xả rác, trời ơi kinh khủng dơ luôn. Sài Gòn của mình thì cũng có rác. Nhưng mà nó không đến cái độ mà nó nhiều như vậy. Và ở bên Bangkok đó, người ta bán hàng á, người ta bán đồ ăn vỉa hè nhiều lắm. Nó giống y như Việt Nam thôi. Nhưng mà cái vỉa hè của nó còn ghê hơn Việt Nam. Đúng không? Quần áo. Quần áo là cái thứ bán nhiều nhất. Mà quần áo không phải bỏ trong shop. Trong shop thì cũng có các bạn, chứ phải không có. Nó vẫn có trung tâm thương mại, nó vẫn có small, nó vẫn có plaza bình thường. Nhưng mà nó vẫn còn văn hóa vỉa hè, nó bán đường, nó bán đồ. Mà nó treo đồ mày mấy cái xào lũng đà lũng lẳng vậy nè. Nó treo ở ngoài đường, nó treo ở vỉa hè, nó bán bình thường. Nhìn nó bát nháo lắm. Cứ mua trả giá thoải mái. Mà nhiều chỗ chứ phải một chỗ. Nó vậy đó. Nên Bangkok không thể nào đẹp hơn Sài Gòn được. Sài Gòn đẹp hơn, các bạn yên tâm đi. À, thí dụ như về cái độ giàu thì Việt Nam thua. Nó không phủ nhận. Tại vì bên Thái Lan nó có rất nhiều tỷ phú. Cái số lượng tỷ phú nó cầm tiền rất là ghê. Và bên Thái Lan hoàng gia rất là giàu. Hoàng gia Thái Lan là hoàng gia giàu nhất trên thế giới. Nghe đồn đâu tổng tài sản gần cái 100 tỷ đô. Nên nói về đồ giàu, Bangkok giàu hơn. Giàu hơn Sài Gòn mình. Đúng không? Nhưng mà nói về đồ đẹp á, thì Bangkok không đẹp mà. Nói về nhà cao tầng thì Bangkok nhiều hơn. Nhưng mà nhà cao tầng cũ và xấu. Nhưng mà cái cao nhất của Bangkok không cao nhất bằng cái của mình. Cái của mình landmark là cao nhất Đông Nam Á rồi, không bằng cái. Thành phố mình mới xây hiện đại hơn, quy hoạch hiện đại hơn. Nhưng mà những cái sau đây mình thua, mình Thái Lan đây. Thứ nhất là cái đường xá. Đường xá kết nối vùng. Đường xá nội đô thậm chí nó xấu hơn mình nữa. Đó. Đường xá nội đô di chỉ ra chỗ nó xấu. Nó biết muốn cho vô nữa không? Về sao phản ánh thực tế quá. Ha. Đường xá tại Bangkok, đường của nó thì nó ngang ngang như mình. Nhưng mà nó hôi hơn mình. Và nó dơ hơn mình. Thực tế. Tại sao nó hôi? Cái cống nó nằm ở giữa đường á. Cái cống của nó đơn giản lắm, không phải như cống mình. Cống nó là cái khung bự như nè. Mà Duy thấy nhiều nước cống nó cũng vậy đó. Cống khung bự như nè. Xong rồi nó xẹt vậy nè. Thì cái tiết diện cống nó lớn, nước dưới cống nó phun lên bằng hơi. Được khuyến mãi. Trời đất ơi, biết sao cố tình làm vậy bán nước hoa đó bà. Nước hoa bán ghê lắm. Vỉa hè nó nhỏ hơn mình. Vỉa hè nó nhỏ lắm bạn. Nhỏ cực kỳ. Nó không bằng được vỉa hè của Việt Nam đâu. Nó không bằng được vỉa hè của Sài Gòn. Đương nhiên không phải là cái nào cũng nhỏ. Có cái bự cái nhỏ nhưng mà số lượng cái nhỏ nó nhiều hơn. Tức là những cái điều gì nó đây có mang tính chất tương đối. Nha. Mà ở bên bển á, là xe nó chạy á, là xe hơi nó chạy, nó được chạy cái len trong cùng. Ví dụ đường 3 len nó chạy len trong cùng luôn, 3 len nó xe hơi chạy hết. Nên bạn đi bộ trên một cái vỉa hè nhỏ mà bị người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, thì bạn đi một chân trên vỉa hè, một chân dưới đường. Xe hơi nó cán què dò mấy đứa rồi đó. Mà có một đặc điểm, xe hơi bên Bangkok nó chạy nhanh, chứ phải nó chạy như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình nội đô bò chừng 20 thôi. Mà ở trong đường không ai chạy nữa đó. Trong đường xe máy chạy thôi à. Nên cái tai nạn cứ ít xảy ra. Còn bên xe hơi nó chạy 50-60 thì mình thường đưa cái đi luôn à. Nghe. Dưới bên nó có mang xe túc túc nữa. Xe túc túc là xe ba bánh nó nhỏ xe lam vậy đó. Nó chạy cũng ác lắm chứ phải giỡn đâu. Nó chạy cũng mà 50-60 không đó.
Bởi bởi nó còn salam nữa. Nó không phải kêu bằng cái salam, nó kêu bằng xe gì xẻo xẻo gì đó không biết nữa. Nhưng mà nó dạy nó giống salam đó, nó chạy bằng xăng nó êm hơn thôi. Nên vỉa hè của nó xấu. Mà nó có một cái xấu này nè bạn. Thành phố nó xây lâu rồi đó, điện nó mắc trên cây không à. Còn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đó thì một số tuyến đường đã âm hết rồi. Mà những đường mới sau này nó âm điện hết rồi. Nó nhìn cái quang cảnh nó đẹp. Còn bên Bangkok nó điện nó mắc trên cây. Bạn ra ngoài Hà Nội đi, bạn coi dây điện Thái Lan nó ghê hơn nữa. Trời đất ơi, chị Nhĩ thắc mắc, ủa dây điện nhiều vậy, thằng sửa điện nó biết cộng nào trời. Đúng không? Ủa dây điện kinh khủng lắm. Chỉ có video mà, chỉ có chụp hình mà. Dây điện kinh khủng. Nó nãy giờ kể xấu nó nhiều ha, giờ kể cái tốt đi, không có chửi. Xe hơi của nó là nó, cũng những cái hãng giống mình nè, Toyota nè, Honda đồ. Nó khác Malaysia. Thằng Malaysia xe nội địa. Còn xe này là xe của Nhật, nhưng mà nó sản xuất ở Thái Lan á. Nó chạy nhiều lắm, mà xe nó bán rẻ, thuế nó thấp. Và một người Thái Lan được vay tiền mua xe trả góp không lãi suất một lần. Thí dụ như Đạt đi. Đạt mới ra trường làm được 10.000 bạc. 10.000 bạc là khoảng chừng 7 triệu rưỡi tiền Việt Nam em. Cái lương bảnh nó cũng như lương mình à. Đó, mới ra trường làm mức cỡ đó thì sẽ được vay tiền mua xe. Cho mày vay hết luôn á, nghe nói vậy thôi nha. Nghe nói cho vay hết luôn. Rồi lãi suất 0%. Nhưng mà chỉ một lần thôi nha. Mày mua xe gì kệ mày, mày vay được lần thôi. Lần sau là không được nữa. Nó là chính sách của hoàng gia Thái Lan áp dụng dân. Nên xe hơi ở Thái Lan nó nhiều. Xe hơi ở Thái Lan nó nhiều, đâm ra nó kẹt thê lương. Cái Bangkok là thủ đô kẹt xe mà bạn. Bạn thấy kẹt xe ở Sài Gòn này tủ tí. Cũng kẹt xe bên Bangkok bạn thì khổ nhất luôn. Đúng không? Khổ nhất. Mặc dù ở trong nội đô là không có container chạy, nhưng mà mấy chiếc xe du lịch, xe buýt nó cũng vậy thôi à. Một lần nó quẹo một cái là thôi anh em ngồi khóc ra tiếng máng luôn. Bangkok nó kẹt xe ghê hơn thành phố Hồ Chí Minh nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh kẹt vào những giờ cao điểm, nó kẹt cả ngày. Nên bạn nói là thôi đi ở ngoài vô Bangkok thì thôi đi bộ đi, hoặc đi tàu điện đi. À nó hơn mình ở chỗ tàu điện nữa mà. Nó có tàu điện nha. Thành phố Hồ Chí Minh bạn đang xây tàu điện nhưng mà bị đổi vốn nha. Đổi vốn rồi giờ các bên đang tháo gỡ chuẩn bị thi công. Nó làm cho Di mua miếng đất quận 9 đón đầu nó. Mà không sao, đất quận 9 cũng lên mà, không ngại. Nên cái việc mà cái tàu điện của Thái Lan cho mày cười thêm vài tháng đi. Khi mà tàu điện Việt Nam ra là tàu điện Thái Lan tuổi tí. Đúng không? Thứ nhất đẹp hơn, thứ hai hiện đại hơn. Nó mạnh hơn nhiều chứ. Hiện tại nói chung là thành phố nó xây lâu rồi, nó xây hơn Việt Nam ở nhiều điểm. Nó có nhiều cầu đi bộ. Nên cái hiện tượng người dân băng qua đường là có, nhưng mà không nhiều. Tại họ đi trên những cái cầu đi bộ đó. Đó. Còn Việt Nam mình thì cũng có những cái cầu đi bộ, nhưng mà nó xây thật chứ nhiều khi có thể với bạn muốn chửi thề chứ. Xây tàu lao thấy bà. Ở ngoài đại lộ Đông Tây xây cầu đi bộ ai đi ông nội. Đúng không? Bằng Đạt có giờ ra đại lộ Đông Tây đi cầu đi bộ không em? Một bên là xong, một bên là còn là dự án không à. Dân nào mà đi bộ rồi đó xây cầu đi bộ toàn là nghiện ngập xì ke chích không. Nó nhiều khi mấy ông Việt Nam mình quản lý dở. Đó. Trong khi trong trung tâm thì không xây. Đó. Trong trung tâm mà thấy có cầu đi bộ nào đâu. Ra bệnh viện có bú đường cây. Cầu đi bộ bên Thái Lan thì nó ok, nó nhiều hơn, đẹp hơn, nó có thật. Nó hơn mình ở điểm đó. Và nó hơn mình ở taxi. Taxi của nó là tôn trọng người ngồi. Taxi Việt Nam toàn là mấy xe rẻ tiền không à. Đó. Bên nó đi taxi mà đi gì không? Toyota Altis. Mấy con City của con Đạt đập bỏ đi. Nó thiệt. Taxi của nó đi là Toyota Altis. Đi xe đó không đó. Giá nhiều chưa biết. Tại không có đi mà, không nhu cầu đi. Tính đi mà cũng chẳng có thời gian. Giá nhiều gì không biết thiệt. Nhưng mà xe taxi bên nó là Toyota Altis. Mà taxi nó đẹp hơn mình. Taxi mình xấu. Nó có rất nhiều cái hơn. Tàu điện hơn. Taxi hơn. Xe hơi hơn. Kẹt xe hơn. Đang nói về Bangkok nên mấy em đừng có hỏi dù mà gái gú nha. Gái gú là thành phố khác. Bangkok nó cũng có nhưng mà nó không đặc trưng là gái gú. Còn về vấn đề đồ ăn thì chỉ không bàn luận ở đây. Tại vì đồ ăn đó là khẩu vị. Đúng không? Đồ ăn là hợp hay không hợp. Nhưng mà riêng về Thái Lan nó giống Việt Nam mọi người, hai nước sát bên mà. Thì cái qua bên nó cũng gặp toàn là chôm chôm Thái, xòi Thái này nọ kia thôi. Nhưng mà Bangkok nó bào tiền, nó cách khốn nạn. Bạn nghĩ sao bên nó đặc sản là món xôi xòi. Cho bằng cục xôi, cho bằng trái xòi, cho bằng nước cốt dừa thành xôi xòi, thành món ăn gọi là VIP. Món ăn gọi là nổi tiếng Thái Lan mà. Người ta nói một câu nè, ai đến Thái Lan mà không ăn xôi xòi thì không phải là đi Thái Lan. Mà thấy tàu đạo rồi. Nó lại nha, cục xôi, trái xòi, với miếng nước cốt dừa, xôi xòi. Bán nhiều biết không? À không được trái xòi nữa trái. Nó bán đâu, nó 60 bạc á. 60 bạc, 100 bạc.
110 bạc, quên 110 bạc. Mà ở bên Bangkok của nó đi ăn các bạn xài thẻ nha, không có tiền mặt. Quá kỳ, đi vô móc tiền ra trả, nhỏ kia no, hết hồn mày. Ở đó chết mẹ, đổi túng tiền giả hả? Xong cái hỏi no cash, card only, ok, card kia nhỏ. Mắc thẻ Visa ra, giờ muốn ngân hàng nào? Cái nó no discard. Chứ xong hỏi what? Nó chỉ là over there. Trời đất ơi, Thái Lan nói chuyện tiếng Anh cũng vậy đó em. Xong nó chỉ ra ngoài kia, ủa cái gì trời, nó bán cạc bạn. Đây là chia sẻ cho bạn nào chưa qua Thái Lan đừng bỡ ngỡ. Ở Việt Nam mình không biết có không có, Sài Gòn gì chưa gặp nha. Tức là bây giờ đó, tụi em vô bất kỳ một trung tâm ăn uống nào đó, tụi em đầu tiên tụi em lại cái quầy bán cạc đó, tụi em bỏ ra 1,000 bạc Thái, 500 bạc Thái, 300 bạc Thái, 200 bạc Thái gì đó không biết, rồi tụi em mua cái cạc đó để tụi em ăn. Nhưng mà khi mà ăn á, em lê cái hàng cháo lòng này em trả cạc, xong còn dư tiền em lê qua hàng bún riêu em trả cạc, xong em lê qua hàng bún nước lèo Sóc Trăng gì đó trả cạc, hết cạc nghỉ. Nó làm gì để nó quản lý tiền của cái trung tâm đó. Việt Nam mình trả tiền mặt, còn nó tiền mặt no cash luôn mà, gắt lắm. Nhưng mà nên nhớ, trước khi bạn hỏi nó, ủa gì mà có refund tiền lại không, refund là trả lại đúng không, ủa gì mà có refund không, hỏi kỹ nha. Không chảnh nạp bà nó 1,000 bạc Thái vô, xong ăn được có 200 bạc, còn dư 800 bạc mất mẹ luôn, nằm trong cạc á. Mùa sau ăn trả, có chỗ refund, có chỗ không refund. Cái chỗ này các bạn là phải chú ý. Cái này là cái điểm lạ này, Di nói sơ qua thôi. Còn Thái Lan nó còn hơn mình gì nữa không ta? Đương nhiên mấy cái khác nó hơn, nhà về bệnh viện này nó kia nó ok hơn mình. Nhưng mình nói về những cái vấn đề mà người dân ta quan tâm thôi. Thứ nhất là về giao thông, thứ hai là về hạ tầng, thứ ba là về mức sống và sinh hoạt. Mức sống của nó thì nói chung nó nhỉnh hơn Việt Nam một chút đỉnh thôi. Nó không mắc hơn nhiều. Hay là tại vì nhiều tiền quá chứ không quan tâm. Không có đâu nói thiệt bạn, cũng phải là cảnh luôn mà. Tại vì đi qua nó là dưới dạng là đi du lịch mà, nó không phải đi làm việc đâu. Đó. Nhưng mà cái vụ mà vừa Việt mình qua bên đó trốn là có nha. Người Việt mình qua bên Thái Lan là động chui là có, cái đó thực tế thôi. Còn thấy mức sống nó bình thường, nếu mà nói đi học mà ra trường làm 10.000 bạc Thái đâu có gì đâu ghê. Đúng không? Cũng thuê nhà này nọ kia, mà nhà chung cư bởi nó xấu hơn. Giá nhà chung cư thì chưa nắm, thì chưa thuê. Như vậy bạn biết mà, tóm lại Bangkok thua mình nhiều. Bangkok nó thua mình về tiềm năng, nó thua mình về tương lai. Đúng không? Một cái thủ đô phát triển cả 100 năm mà nó chừng đó thôi là thường. Bạn đồng ý với gì không? Còn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và những thành phố khác ở Việt Nam nó phát triển mới có 10 năm mấy năm, 20 năm nay thôi. Bạn nhìn thấy nó vũ bão chưa? Đúng không? Thứ nhất mức sống cao, không thua nó nha. Đó, nhà đẹp hơn, dịch vụ khách sạn ok hơn nó. Gì dám nói anh cậu. Khách sạn 5 sao của nó ở cũng thường thôi. Khách sạn 5 sao của nó mang tiếng 5 sao thôi, chứ nó xấu từ ngoài vô trong. Dịch vụ đó thì ok, nhưng mà cái hạ tầng khách sạn nó xấu. Đó, nội thất nó cũ rồi. Nội thất 5 sao đâu xài có tô, cù bắp. Nội thất 5 sao phải là xài là color. Color như là của THOL vậy đó. Cái bồn tiểu phải là 26 triệu. Đúng không? Còn bây giờ bạn nghĩ là khách sạn 5 sao mà xài thằng có tô. Thường thằng có tô nó ngang hàng với thằng Toto của Việt Nam. Nó gì cho bạn biết thông tin đó luôn. Tại sao với nó mày không dám xài Color? Tại vì Color nó sẽ có Thái Lan. Bạn đã nhớ, Color là thương hiệu thiết bị vệ sinh của Mỹ, nhưng mà nó sản xuất ở Thái Lan và Trung Quốc. Vậy thì mày sản xuất Thái Lan thì mày mua đi, nó rẻ đó. Không đập vô đi. Bạn tin tưởng không? Nội khách sạn mà lớn nhất của Pattaya, không phải lớn nhất mà thu nhận số má 3 sao, mà nó xài chìa khóa mà. Nó không có thẻ từ đâu, nó xài chìa khóa rột này nó kia. Rồi thôi, Internet hả? Xa xỉ. Internet là khỏi có đi, nó cũng có mà vô không có được. Đó. Còn Internet khách sạn 5 sao thì livestream giật bạc bạc. Nó không ăn được khách sạn đâu. Cỡ đó khách sạn đó, vô New World mình đập chết. Đúng không? Không cần New World, Winburn cũng dưỡng thôi đủ lo rồi. Về cái mức độ mà ăn chơi và hưởng thụ của xa Sài Gòn, bởi vì khi mình qua Thái Lan đó đó, nếu mà bây giờ bỏ gì ngoài đường kêu gì xài dịch vụ không biết sao cho hết tiền. Từ khi mua mấy cái nhẫn này nó hết tiền thôi chứ còn xài dịch vụ mới xài cho hết tiền thôi. Tại căn bản nó có gì đâu xài, không phải chảnh chứ thiệt sự nó không có gì để xài đó. Nên bởi vậy có những bạn á, nhiều khi đi cũng đi qua Thái Lan đi coi mấy người kia nó bị ngộ độc cỡ nào. Nhiều khi nó ngồi ở nhà đọc báo một số liệu xong rồi chê Việt Nam như đúng rồi. Khen Thái Lan trên núi. Cái điều đó Duy cực kỳ không chấp nhận. Cái gì đúng mà nó đúng, cái gì thua mà chấp nhận thua. Mà trong cái thua đó tôi có thay đổi được hay không? Nếu mà tôi thay đổi được, tôi cố gắng thay đổi. Riêng về cái hạ tầng là Việt Nam đang phát triển rất nhiều. 6 cái tuyến metro làm xong, 3-4 đường vành đai làm xong,
cao tốc Bắc Nam làm xong thì sợ gì Thái Lan, chứ có nhỏ hơn nó thôi. Bên bên nó đường nó 4-5 lane bên. Đường cao tốc đó nha, chứ không phải đường nội đô. Còn đường nội đô, đường cao tốc ở Việt Nam mình chắc không có tiền hay sao á. Bên có 3 lane nè. 3 lane gặp thêm mấy ông bố ngoài Bắc nhậu nữa. Má không chịu nổi luôn, hiểu hiểu sao luôn mà. Nhiều khi mình cũng đọc cái bài báo đó, biết thằng cha này trong rừng trong rú đi ra, hay là thuộc dạng mà kém văn minh, hay là thuộc dạng con ông cháu cha mà chơi không sợ trời. Tự nhiên cái đường cao tốc người ta không ngộn nhậu. Rồi xe nó chạy nó lủi cho nguyên gia đình nó sao xui nè. Mà thấy nó vô lý nha. Cái đó là về vấn đề ý thức. Đúng không? Ở bên Thái Lan bạn đừng tưởng ý thức nó cao hơn mình, nó cũng trẩu như mình luôn. Ủa cảnh sát ăn hối lộ như quỷ. Cái này người ta nói chứ không phải gì thấy. Mấy người bệnh người ta nói. Thì hỏi thử cảnh sát ăn hối lộ không? Nó có sao không có. Đúng không? Nhưng mà cảnh sát Thái Lan á, thì ở ngoài khu lịch á, người ta rất là thân thiện và vui vẻ. Tự nhiên có một đội cảnh sát kia banh mẹ hàng tiền đạo vậy. Không biết bên Việt Nam vậy được làm cảnh sát không chứ. Ông cảnh sát bên Thái Lan, ông banh bà hàng tiền đạo luôn. Ông đứng ra ông điều tiết giao thông. Tức là cái xe, cái làn đi bộ vậy nè, có cái kèn nhấn luôn, nhưng mà dân bên không có ý thức, bạn mày khỏi nhấn kèn đi. Nhấn kèn đi qua Singapore nha. Tức là có cái kèn, có không phải có kèn có cái nút và nhấn cái kịch vô một cái là xe nó phải nhường cho bạn. Mày hiểu không? Tức là tôi là người đi bộ, tôi đang có nhu cầu qua đường, tôi nhấn vô cái cụp ngay đây, cái đèn giao thông nó đỏ lên cái thằng chạy xe phải nhường, thằng đi bộ đi qua. Không, nhưng mà Thái Lan không có, có cái đèn nhưng nhấn được cũng được đó, nhưng mà thằng kia nó không chấp hành. Đó, không chấp hành. Nên phải có ông cảnh sát, ông đứng đó ông điều tiết, ông đứng đó ông chặn lại cho đi bộ đi qua. Vậy cảnh sát ok không? Quá ok. Mặc dù ông xấu trai nhưng mà cách làm của ông là tôi thích ok. Đó. Xong rồi có mấy ông tự nhiên là chụp hình với cảnh sát nữa mà. Chụp hình cảnh sát cũng tin lắm. Chứ thấy, ủa này cảnh sát hả? Không biết, là mắc lộn thị ông ơi. Xong nó thấy gì chụp hình đẹp, nó nhờ gì heo heo nó một cái picture. Ok được. Mắc gì lộn thị gì đâu, thấy cái cạc đó là cái này nè. Nó ghi nó là police hay là gì đâu, tưởng nó chắc nó hữu nhân viên thôi. Không chụp hình chung, chứ biết nó cảnh sát cũng chụp hình chung á. Xong nó kể nghe, nói là hồi Tết, đúng rồi, hồi Tết năm nay nè. Chỗ này nè, có một thằng Việt Nam đeo vòng thánh rồi. Thôi sao vậy? Tại vì nó đi qua đường mà nó cầm điện thoại vậy nè, nó đi trên đúng vạch đi bộ luôn. Nhưng mà đối với Thái Lan á, là xe nó vạch đi bộ kệ mày, tao chạy kệ tao. Nó giống y như Việt Nam thôi, đụng nổi chết ngắt luôn. Bởi vậy nó cảnh báo người du khách đó là đi qua đường tuyệt đối không cầm điện thoại, phải nhìn xe. Mình phải tự cứu mình trước khi tài xế nó cứu mình. Đó. Nó cũng vậy thôi. Con cái điều 4G của nó không bằng được 4G mình. Nó thật. Đi mà đi nhiều và đi cảm thấy không 4G nào bằng được Viettel nhà mình đó mà. Viettel nhà mình chứ 4G xịn nha. Hồi kỳ đi lên tới Lạng Sơn, có lộn, Hà Giang biên giới Trung Quốc luôn. 4G livestream phà. Còn cái 4G của người Thái Lan đi giữa thành thủ đô Bangkok lâu nữa. Nó nên mình có cái hơn và cái thua. Mình đang thua nó về cái sự phát triển về hạ tầng. Nhưng mà mình phát triển đẹp hơn nó, bền vững hơn nó. Còn ở Thái Lan nó không phát triển nha các bạn. Duy đi Bangkok, Duy đi cũng 2 ngày, Duy đi nát thành phố Bangkok luôn. Nó không có xây cái gì cả. Từ đường cho tới nhà, nó không xây. Vậy thì thử hỏi bạn, một cái thành phố mà trong vòng bây giờ nó không xây thì 5 năm sau nó có cái gì? Đúng không? Còn bây giờ bạn đi Sài Gòn ấy, nó xây trời ơi, xây bụi đường luôn. Từ đường cho tới nhà, từ cầu cho tới cảng. Và thử hỏi các bạn, 5 năm sau thì thành phố Hồ Chí Minh là cái gì? Nhưng mà tại sao thành phố Hồ Chí Minh không phát triển du lịch được bằng nó? Ừ, câu hỏi đó. Tao cùi hơn mày nhưng mà tao du lịch tao đông hơn mày. Nếu mà nói tổng thể đất nước Việt Nam á, thì du lịch của Việt Nam năm rồi được 10 triệu. Thằng Thái Lan cỡ 50 á, phải không ta? Hy vọng nhớ không lầm. Tức là Thái Lan nó người ta đến nó nhiều. Tao đến nó nhiều vì nhiều lý do khác nhau. Trong cái vlog về du lịch thì Di sẽ nói kỹ vấn đề này. Còn trong cái vlog này thì đang so sánh giữa Sài Gòn và Bangkok. Còn một cái nữa về đêm. Về đêm á, thì Sài Gòn chúng ta nó rực lửa. Nó rực lửa không mà. Sài Gòn chúng ta về đêm là cả một cái màu điện. Còn Bangkok á, thì hên xui, có chỗ điện chỗ tối. Những chung cư của Bangkok nó vẫn tối lò. Còn chung cư của Việt Nam mình nó vẫn có điện. Nên nhìn cái thành phố của mình về đêm nó sôi động hơn Bangkok. Bangkok tuổi gì? Không sôi động bằng đâu. Còn nói về khí hậu, Việt Nam ok hơn. Thằng Bangkok nó nóng hơn. Nó nóng hơn từ 3 tới 5 độ đó mà. Nên qua Bangkok rất bực mình. Nó ôi ôi, nó này nọ phải chung vô trung tâm thương mại. Mà nói thiệt với bạn, trung tâm thương mại nhiều khi nó tiết kiệm điện nữa. Còn trung tâm thương mại Việt Nam mở dùng cái lạnh đã không? Hay là tại nó nóng quá, nó hao điện, nó chạy không nổi.
Nhưng mà nói bạn ơi, ở bên bển nó có bixi, ở bên mình cũng có bixi, nhưng mà bixi của nó như xe lâu hay sao đó, cũ xì nó hôi hôi hay sao đó. Thì các bạn hồi xưa đi bixi được, giờ vô bixi chỉ đi massage Thái thôi. Vô bixi có chỗ massage Thái nè, hay hay hay. Bên Thái Lan bixi nằm dưới massage Thái, mà được cái nhân viên nó phục vụ tận tình nha, nói về dịch vụ Thái Lan nó ăn được mình, dịch vụ về dịch vụ massage này nào đó, còn dịch vụ tận hưởng thì bên mình ăn được đó. Tức là tận hưởng là gì? Tôi muốn tận hưởng trong những cái nơi mà tương đối ok. Ví dụ như so sánh là so sánh nó ngang, như bixi bên nó thì so sánh với bixi bên mình, khách sạn 5 sao bên nó thì so sánh với khách sạn 5 sao bên mình, trung tâm thương mại cao cấp với nó thì so sánh với trung tâm thương mại cao cấp bên mình, trung tâm thương mại cao cấp bên mình đẹp hơn nó, nhưng mà trung tâm thương mại cao cấp của bên nó bự hơn mình. Nó bự lắm, nó đi mỗi cẳng luôn á, chứ không phải như Bắc Sơn Hùng Dương đi một xíu hết đâu. Bắc Sơn Hùng Dương thì tương đối là đẹp hơn của nó đó, nhưng mà nhỏ hơn nó, nó đi gãy cẳng luôn á. Mà nói chung mấy nhỏ bán hàng trong đó cũng ngu tiếng Anh luôn em ơi, y chang mình nè. Mà vô khi bên đó có một cái hơi bị tụt mút nha, chuyển giới bán hàng nhiều lắm á. Trời đất, cô vô nhìn tóc dài hỏi excuse me, quay bằng phát một, em sorry em wrong, em sorry em wrong, em wrong way. Nó đang nó lặng vậy đó, chuyển giới cực kỳ đông, BD cực kỳ nhiều. Tiếp tục nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh xét về cảnh quan thiên nhiên hơn Thái Lan rất nhiều. Bangkok, nếu mà nói về sông, có con sông nó nhỏ như kinh đồng hủ thôi, có con sông nó nhỏ như kinh đồng hủ vậy đó. Nhưng mà cái hay của Bangkok là có con sông nhỏ vậy nó làm ra tiền, còn cái sông Sài Gòn mình chưa làm ra tiền mà. Ở Sài Gòn mình mật độ sông về sông ngồi cực kỳ nhiều, đúng không? Nhưng mà sông mình chưa khai thác được, hầu như chưa có con sông nào khai thác được. Có con sông Tàu Hủ, kinh Tàu Hủ đó, trước năm 75 mà toàn là nhà nữa, ven sông này, nước đó lòm, rồi có đường kinh Nhiêu Lộc đó cũng hơi gớm. Thì bây giờ vì thành phố mình đó cải tạo được kinh Nhiêu Lộc rồi, đúng không? Nhưng mà kinh Nhiêu Lộc theo gì đánh giá đó thì con kinh Nhiêu Lộc nó chỉ nằm ở cái mức là nó sạch hơn thôi, chứ nó không có đẳng cấp. Nếu mà nói về đẳng cấp là nói về con sông nhân tạo của Singapore, một con sông thôi nó nói lên tất cả thành phố. Hay là hay chỗ đó đó mẹ, cách kiếm tiền là kiếm tiền ở chỗ đó đó. Anh thề với mấy em luôn á, thằng nào đi qua Singapore mà chưa đi qua con sông đó là chưa đi Singapore. Nó không cần đi nhiều, nó chỉ cần đi lên con sông đó thôi nó đi hết Singapore rồi. Con sông đó nó chẻ giữa lòng Singapore, hai bên là cảnh quan, tất cả gì tinh hoa tinh túy nhất của Singapore nằm ở hai bên bờ sông. Cái đó mới là cái hay. Thằng Thái Lan nó cũng làm gần như vậy, nhưng mà đẳng cấp nó chưa tới. Nên cái view hai bên bờ sông Thái Lan nó cũng bình thường, nó sập cái view hai bên bờ sông của Thái Lan nó y như con kinh tàu hủ mình vậy đó. Nhưng mà nó hơn kinh tàu hủ mình hơn chỗ á là nó khai thác du lịch hai bên bờ sông, còn kinh tàu hủ mình không có. Kinh tàu hủ mình bỏ trống chơi vậy đó, xong rồi lâu lâu Tết mấy thằng nào dưới miền Tây lên chợ bán một nhà thọ thôi hết. Còn Thái Lan là nó khai thác, bạn nghĩ không, chùa mà chùa bên sông, chùa cái ông vua Rama thứ nhiêu đó, ông vua Rama thứ năm hay thứ chín gì đó không nhớ nữa, ông bị chìm sợ, ông bị chìm tàu rồi đó, cái ông xây dựng chùa nó kêu là chùa thuyền đó. Cái chùa thuyền là một trong những địa điểm du lịch của Thái Lan, nó cũng bình thường á hả, nó cũng bình thường thôi, nhưng mà tại nó là nơi du lịch nên người ta tới là tham quan, người ta check in. Mà nghĩ coi, ở dòng sông đó, cái chỗ đó nuôi cá, đúng không? Mà bà mẹ nó, thằng chủ đâu có nuôi đâu ta, thằng du khách nuôi. Tới mua ổ mì hết 10 bạc, ổ mì nhỏ xíu à, ổ bự 30 bạc, thả cho cá ăn chơi vậy đó. Ủa sao mình ngu không ta? Tự nhiên bỏ tiền mua bánh mì, làm chủ được tiền, xong rồi cái bánh mì đó cho con cá ăn, con cá được mập, coi như mình được gì? Vậy mà du khách nó làm đó bạn, hài không? Con cá đồng nái bự mất dế vậy nè, trời ơi cá bự lắm. Xong rồi nó có những cái tour trên dòng sông để nựng cá, để vuốt đuôi cá, để tham quan. Thấy nó hay hơn chưa? Kinh tàu hủ mình ngủ. Kinh tàu hủ mình chỉ dừng ở cái mức độ là cải tạo lòng kinh thôi, chứ chưa có khai thác du lịch được con khỉ gì cả. Cảnh quan hai bên chưa đẹp bằng nó nữa. Tại vì á, kinh tàu hủ một bên là quận gì? Quận 4, toàn chung cư không à, có gì đâu coi. Một bên đó là quận 1, chỗ đó đẹp. Nhưng mà khúc dưới này, một bên là quận 8, một bên đó lại đất trống toàn dự án không à. Đó, có được cái đại lộ Võ Văn Kiệt đẹp, đúng chưa? Nhưng mà cảnh quan hai bên bờ sông chưa khai thác được, không phát triển du lịch được. Mình chỉ phát triển du lịch được ở cái bến Bạch Đằng thôi.
con du thuyền chạy tới chạy lui thôi, nhưng mà chạy chạy cho vui thôi chứ xong con khỉ đâu coi trời. Không mà nói thiệt luôn bạn, giận chịu à, di dân Sài Gòn mà, chạy cho vui thôi, sống đẹp, sống bự đó, ok, sống đẹp thừa nhận. Cảnh quan hai bên sông có đầu coi, có khúc quận 1 mà còn có nhà cao tầng, còn có Bitexco để mà coi, còn cái khúc dưới có đầu coi. Nhưng sau này ghê lắm á, giờ vậy thôi, 5 năm, 10 năm nữa đi, bạn thấy không, quy hoạch thành phố bạn nhìn không, cái khu quận 1 ở đây nó xây xong rồi đúng chưa, nhìn là toàn là cao tầng, toàn là cao ốc không à, ok chưa, đẹp phải không. Khu quận 2 là khu Thủ Thiêm đó ba. Thủ Thiêm mà xây xong một cái một, Thủ Thiêm là gì? Thủ Thiêm là đô thị hiện đại nhất châu Á. Đang xây trên giấy tờ thôi, mốt xây xong chắc đẹp thiệt đó. Một bên là gì nữa? Landmark của ông Dượng, Winhome của ông Dượng. Bạn tưởng tượng coi bây giờ nó thả cho bạn con tàu mà đi kẹp ở giữa hai bên. Bên trái là Landmark, bên phải là Thủ Thiêm á, thì cảm giác bạn như thế nào? Xin lỗi bạn nói bằng câu Singapore đi ngủ. Nếu mà nói về cảnh quan, nó thẳng mắt luôn, nó thật. Bây cái đó là cái yếu tố mà Duy tự tin ở Việt Nam. Việt Nam trời cho một cái vị trí, Việt Nam trời cho cái điều kiện tự nhiên. Sông ở Việt Nam cả nùi, sông ở thành phố Hồ Chí Minh cả nùi, chứ không riêng gì có một con sông nhân tạo như Singapore hay là một sông nhỏ xíu như Thái Lan. Không, sông ở Việt Nam nó rộng, nó rộng mà nó bự, mà nó nhiều nữa, nó tẻ ra những nhánh không đủ ghê rồi. Nó gọi là du lịch lòng sông là tiềm năng. Mà muốn có du lịch lòng sông thì phải phát triển đô thị ở hai bên bờ sông. Ở hai bên bờ sông phải có bến cảng, nó phải có công viên, nó phải có du thuyền đó, nó phải nuôi cá rồi bồ câu gì đó các kiểu, đúng không đó. Mà muốn làm gì làm, ý thức người dân chúng ta phải cao lên, chúng ta phải chấp nhận chúng ta yếu cái điểm nào thì chúng ta khắc phục điểm đó, chúng ta dở cái điểm nào thì chúng ta phát huy chúng ta cải thiện. Chứ không phải nói là văn hóa đi quê nhất cái chữ văn hóa, đúng không? Văn hóa phải văn hóa cho đúng, chứ không phải hỏi là cái gì của mình thôi, tại đó là văn hóa Việt Nam thôi, thua. Ông đi cầu cá tra mà ông nói văn hóa Việt Nam mà tôi lại ông luôn. Em có mấy đứa nó cãi nó, trời đất ơi, Di sống thực dụng quá. Bây giờ mày có tiền mày đi cầu cơ lơ, tao đi cầu cá tra tao thấy mát, đúng không? Tao nói nhông nó làm con khỉ gì nữa giờ, đúng không? Cầu cá tra đâu phải con mình Việt Nam có đâu trời, thấy mấy nước khác đi cũng tờ lưa, đi sông trên bãi cái đóng xong rồi, giờ người ta đã phát triển hết trơn rồi, ông còn gọi là gì, dốt bền vững à. Người dân Việt Nam mà đóng thua đâu. Thế về con người là không thua, dân mình đông hơn dân nó nữa. Dân Thái Lan 60, dân mình chín mấy mà. Thành phố mình đa dạng hơn và Hồ Chí Minh mình tiềm năng hơn. Điều kiện tự nhiên là rất là ok luôn. Nó không có cái cảnh mà chen chút quy hoạch sai lầm. Quy hoạch của mình bây giờ đẹp, còn thằng Thái Lan bạn đi từ cao nhìn xuống Bangkok coi. Cái nhà cao tầng nó mọc giống như là nó mọc tùm lum hết. Chỗ đây một cục, đây một cục, xong rồi những nhà cao tầng là những nhà nghèo. Nghèo cao tầng nó chen vô vậy đó. Nó nhìn cái cảnh quan thành phố nó được đẹp. Còn bây giờ mình qua từng khu, mà nổi khu Landmark thôi là một khu đó nha. Sau này những năm sau nó còn nhiều khu Landmark khác nữa. Đó, khu Thủ Thiêm, khu Sa La, nó quy hoạch đâu ra đó. Nó là từng khu vậy nó mới đẹp. Các bạn đồng ý không? Còn về vấn đề xe máy của Việt Nam là vấn đề thời gian. Xe máy thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề thời gian. Sắp tới có đề án cấm xe máy rồi. Nhưng mà ông muốn cấm xe máy thì ông phải có được xe điện. Ông có xe điện, ông có được cầu đi bộ, đúng không? Nó hiện tại mình đang thua nó cái đó, mình thua nó cầu đi bộ. Ví dụ như bây giờ bạn từ ở bên Bắc Sơn, bạn đi qua bên Wincom ở quận 1 đó, bạn đi bộ qua đúng không? Đi bộ ngoài đường xe đụng cho chết mẹ. Nó nhưng mà ở bên Thái Lan đó là những cái khu như vậy nó đi trên cầu đi bộ hết. Nó kết nối từng cái block nhà với nhau, nó đi qua cầu đi bộ hết. Và cái dự án đó Việt Nam cũng sẽ có, đó là cầu đi bộ Thủ Thiêm. Từ bên khu Thủ Thiêm, tôi đi qua quận 1, tôi đi trên cầu đi bộ. Đi trên cầu đi bộ, tôi đi qua dòng sông Sài Gòn, đó, tôi tê tinh ít. Đó, tiềm năng lắm, nhưng mà giỡn đâu. Nên cái hay của Việt Nam mình là trong cái rủi nó có cái hay. Tức là Việt Nam mình bị chậm do chiến tranh. Nhưng mà mình chậm do chiến tranh thì mình có cái điều kiện mình nhìn mấy thằng ông nội đi trước. Đó, nó quy hoạch bị sai lầm thì mình rút kinh nghiệm. Cái nào hay thì mình học, cái nào sai lầm thì mình bỏ. Do đó cái tiềm năng phát triển của Việt Nam rất lớn. Wow. Đó. Mà hiện tại là Việt Nam làm được những điều cũng tương đối rất là tự hào. Và những cái công trình kiến trúc và những cái này cái kia đó, mặc dù đất nước chúng ta còn nhiều vấn đề, nhưng mà nhìn tổng quan á, thì Thái Lan không có cửa đâu bạn. Nói thật với bạn luôn á, Thái Lan nó giàu hơn chúng ta, nhưng mà nó phân biệt giàu nghèo rất ghê, đúng không? Bạn nghĩ cái hoàng gia Thái Lan cầm trong tay hơn gần 100 tỷ thì thằng dân nó cầm được nhiêu, đúng không? Còn mấy ông tỷ phú Thái Lan gom lại chắc mấy trăm tỷ rồi.
tỷ phú Thái Lan nhiều mà. Ông cưng ông vài chục đó, mười mấy, hai chục, bảy tám tỷ nhiều mà. Gom lại như vậy với nhau thì cái số dân còn lại nó cầm được bao nhiêu, đúng không? Còn Việt Nam mình thì cũng có phân hóa giàu nghèo, nhưng mà người giàu nhất Việt Nam là ông Dượng, ông mới có 7.5 tỷ thôi à, phải cộng với ở dưới nữa cũng nhiều, đúng không? Chúng ta không nên có cái văn hóa tự nhục, không phải là cứ nhìn cái gì người ta cũng hơn mình đó. Thì Thái Lan nó hơn mình cái gì, Duy đã chỉ ra rồi, đúng không? Và mình hơn nó cái gì, Duy đã chỉ ra rồi. Và tiềm năng của mình có cái gì, mình đang phát triển cái gì, Duy đã chỉ ra rồi. Thằng Thái Lan nó có xây được cái gì mới đâu. Bạn đi qua bên Bangkok đi, cả một thành phố nó không có cái máy cẩu nữa. Mình nói gì nhiều khi cũng hơi quá đáng, lâu lâu cũng có một cái. Còn ở Việt Nam mình máy cẩu máy xúc cả đầy, công trường nó rào lại tè le không dưa hết đó. Thằng Thái Lan nó xây thua Malaysia nữa. Nếu mà nói về Malaysia hơn Thái Lan nha, Malaysia thành phố nó còn xây Kuala Lumpur, nhìn nó còn sạch sạch, nhìn nó nói chung là nó không sạch được bằng Singapore, nhưng mà nói chung là thằng Kuala Lumpur nhìn nó nhà cửa nó còn khang trang, nhìn nó còn new, nó còn mới. Còn Thái Lan nhìn như phố cổ, 10 năm nữa chắc nó cạnh tranh với Hội An các bạn. Hội An mình mới cổ thiệt, còn thằng này cổ giữa chừng đó. Nhà cửa thấp tè hà, bạn nghĩ cái tòa nhà nó 80+ tầng nó lùng hơn cái Lan Mạc nữa. Không phải là mình dìm hàng Thái Lan gì cả, đúng không? Nhưng mà mình phải biết Thái Lan, Bangkok đang hơn mình gì đó, mình đang thua Bangkok cái gì. Nhưng mà tiềm năng mình nằm ở đâu, quan trọng là hai chữ tiềm năng. Mà người Việt Nam chúng ta có khai thác vào những cái tiềm năng đó hay không? Còn cái chuyện mấy thằng công ty Thái nó mua công ty Việt Nam chuyện bình thường, nó không có gì lạ đó, là muốn bán. Bây giờ tôi cảm thấy tôi không thích làm lĩnh vực nữa, tôi bán cho mày đó, mà vô mày mua đi. Thằng Thái Lan nó mua thằng công ty rượu bia, đúng không? Đúng chưa? Mày mua đi, 3 năm sau tao tăng thuế rượu bia mà chết ngắt, đúng không? Ai biết, không có gì bảo đảm. Đang đề xuất kìa, tăng thuế rượu bia kìa. Bà nghĩ coi, bây giờ thằng Thái Lan nó mua công ty rượu bia, xong rồi mình tăng thuế rượu bia, làm sao nó bán được trong nước? Thì nó bán ở nước ngoài, mình mượn đau giết người chứ còn gì nữa. Đó, hoặc là mình đi mua một hãng khác. Chuyện kinh doanh kinh tế không có gì phải ghê gớm. Mới có những bạn nghe nói Thái Lan sắp mua Việt Nam rồi, Trung Quốc sắp mua Việt Nam rồi, trời hài vãi. Cái câu chuyện Bangkok với việc Sài Gòn nó có rất là nhiều cái. Các bạn muốn so sánh gì các bạn đọc lại comment đi, thì Duy sẽ đọc những comment đó. Và Duy nếu mà cần thiết Duy sẽ làm tiếp vlog thứ hai về vấn đề này, để chúng ta có một cái niềm nhìn nhận đất nước là khách quan hơn, với bạn bè quốc tế khách quan hơn. Cái nào hay của họ thì mình học, và cái nào tiềm năng của mình thì mình phải ghi nhận, chứ mình không được có cái thứ văn hóa gọi là văn hóa tự nhục. Wow. Chào cái Thái nha.